Rồi nhà mình xem tham khảo giao lưu một cây Hải Châu VIP nha. Cây này đã thành phẩm rồi. Cây này cốt đế thì khỏi phải bàn luôn, quá lực quá già luôn. Chi cành này. Côn già. Tác phẩm này rất chi là VIP nha. Đế này. Cốt quá lực luôn, hoành chỗ đây 38 nha. Cao là 55 tính từ cái mặt đất nha. Lên tới đỉnh. Và cái chiều ngang của cái tán này là 60. Đang nằm cái chậu lọt lòng của VIP luôn nha. Chậu này lọt lòng 42. Và đáy chậu cao cũng tầm 15 đến 17. Độ già của cây là khỏi phải suy nghĩ luôn. Chi xương cành. Cây này cũng mất khá là nhiều thời gian để có cho ra một tác phẩm như thế này nha. Cái này Hải Châu lá nhỏ, dòng này dòng lá muỗng nha. Đây. Nói về trái, cây này thì siêu trái luôn. Tới mùa của nó thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Hải Châu lá nhỏ nha. Này đánh đổi thời gian để có tác phẩm. Cốt Hải Châu mà nằm cái cốt như thế này cũng quá là dữ quá nha. Cái này giao lưu với nhà mình là 35 triệu nha. Bao ship cả chậu. Cây này xây dựng để cho nó ra một tác phẩm như thế này tầm 10 năm rồi đấy nhà mình. Hàng này thì khỏi phải bàn cãi, quá VIP quá đỉnh. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn.